Em không thấy nhạc hay nhưng mà em thấy nhạc xinh chị nhá. Nhạc rất xinh, nhạc rất xinh. Nếu ai đó chửi bạn là con chó, đầu tiên phải quay lại coi mình có cái đuôi không? Không. Chứ người ta chửi mình con chó, cái nạt người ta, tát người ta một cái đâu phải. Ai chửi mình là con chó, phải quay lại coi mình có cái đuôi không? Còn không có cái đuôi, vậy mình đâu phải con chó đâu. Hợp lý cô ơi. Còn nếu mình có thì sao? Đúng con chó rồi, vậy đâu có gì phải giận đâu. Thiền sư Achancha dạy sao? Người ta chửi mình con chó, quay lại coi có trống có cái đuôi không? Còn thiền sư Thích Sanh Từ của nhà mình Phật giáo Thiền Phái Trúc Lâm đó, tổ sư Trùng Hưng Thiền Phái Trúc Lâm và Thượng Thanh Từ dạy mình sao? Nếu mà ai chửi cha mình thì sao? Ôi cảm ơn nhắc đến ba tôi. Cho mình nhớ đến ba mình. Nhớ đến ba mình là tình thương mình nó trỗi dậy trào rạc, đâu có gì phải chửi lộn đâu. À hôm qua sư bà nhắc cô vậy đó. Ví dụ mà có ai mà chê trách chỉ trích con, nói cái gì không đúng con coi người đó là thiện tri thức của con. Cho con cẩn trọng hơn mà thiệt, quý vị thấy không? Nhưng mà cô ơi, cái này là gặp bà áp dụng ở mấy đứa hiền thôi. Chứ phải em á, mà ví dụ nó chửi em là con chó, em lại kiểu là hóa ra mày hiểu tiếng chó à, mày đồng loại với tao mà, mày cũng là chó chứ khác mẹ gì tao đâu. Xong ví dụ như kiểu mà nó chửi bố mình thì kiểu tao thì cả lò cho mày. Chửi mình phải chửi lại cô ạ.